Yeah. Chị Cô Bi ở nhà buồn thế, con ngồi đây buồn thế, mày gọi chị Cô Bi về chơi với con nhá, nhá. Để mình quét ra đây, mày gọi chị Cô Bi về chơi với con nhá. Uống đi con, sao á? Ngậm vào chứ. Ừ. Con ngậm vào con uống nha. Sao uống hồi hộp thế? Hôm nay sữa không ngon à? Ngon. Hả? Sao á? Cười thế, cái con không uống nữa thì mày cắt nha. Con mày để con ở đây con chơi rồi. Rồi tí giờ Bi về chơi với con nha. Chị chào con ngồi đây con chơi với Bi, con ngồi con chơi để chị Bi nhé. Mày gọi chị Bi về rồi nha. Mày đi nấu cơm, mày đi giặt đồ rồi nhá nha. Mày đi chơi mày gọi chị Bi về rồi, chắc nó rồi đó. Mày cắt sữa nha, con không uống sữa nữa mày cắt nha.
ơi, hai đứa đang làm trò vậy đấy hả? Trời ơi, sao mà đồ y tế tùm lum ở đây hả? Ôi, cô Bi là bác sĩ đúng không? Cô Mon là bệnh nhân đúng không? Hai đứa đang chơi trò chơi khám bệnh à? Hay sao á? Hả? Bi? Em Mon đâu có ốm gì đâu mà. Trời ơi, lại phá đồ của mẹ ra đây rồi. Phá mi nhá, hạ sốt của mẹ ra đây rồi. Đây. Trời ơi, có đồ khám bệnh nữa nè. Chúng ta có một bác sĩ cô Bi đúng không? Một bệnh nhân ngon đúng không? Hả? Hai chị em nghịch nhau đúng không? Chứ Mon có uống gì đâu. Mon bình thường mà. Mon hồi nãy mẹ cho uống sữa mà không uống sữa chắc là no quá không chịu uống sữa mà. Nào Bi ngồi đây. Ai bày? Mẹ hỏi này. Ai bày lôi cái trò khám bệnh ra như thế này hả? Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân như thế nào rồi? Hả? Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân Mon như thế nào rồi? Bây giờ tôi có một dĩa trái cây nè, tôi mời bác sĩ cô Bi với lại bệnh nhân Mon ăn nha. Tôi có một dĩa quýt tôi đưa quýt cho ha, cho hai chị em ăn nha. Bác sĩ có ăn không? Ừ. Ăn rồi đi ngủ nha, hai chị em ngáp lên ngáp xuống này nè. Ôi trời. Ăn rồi đi ngủ nha. Nha. Ôi trời. Giờ bây giờ ngồi đây ôm Mon này. Nè, bác sĩ ngồi đây ôm Mon này. Để tôi đi lấy trái cây nha. Rồi, cha đi lấy trái cây nha. Ngồi đây. Bây giờ bác sĩ Kobe với bệnh nhân Mon ngồi đây đợi tôi một xíu nha. Tôi đi lấy trái cây đây cho hai bạn ăn nha. Đây, đi ăn đi. Ôi trời ơi, hết ốm rồi à? Hả? Ủa, hết ốm rồi à, phải không? Thấy trái cây cái là hết ốm đúng không? Nó. Ôi trời ơi. Hai chị em gì mà rộn ràng lên thế. Tí nữa hai chị em phải dọn đi kia cho mẹ nha. Bày trò chơi kìa. Rồi, Bi xuống đây mẹ bóp cho. Đúng rồi. Bóp cho hai chị em cùng ăn nha. Gì vậy Bi? Nè cho con. Cho con này. Bác sĩ với bệnh nhân ăn quýt vào cho nó nhanh khỏi bệnh nha. Bác sĩ mà ăn nhanh thế, Bi. Ôi bác sĩ mà ăn nhanh quá. Bóc nữa nhé. Bóc quả to nhé. Đây. Quýt ngon nha, ngọt không? Ừ. Đây cho bác sĩ Kobe này. Rồi cho bệnh nhân Mon này. Rồi bác sĩ ăn đi bác sĩ ơi. Ngon không? Ừ. Thank you.
video mẹ mở TV coi nhá. Mở TV em coi nha. Em coi cái gì? Đây, mẹ mở này cho cô Vi nha. Con xem nha, mẹ đọc sách tí nha. Tự nhiên mày đau bụng quá ta. Chắc là đau dạ dày nữa rồi. Con này coi tivi nhé, mẹ đi vệ sinh cái đã nhé. Ở đây coi tivi này. Ok. Ở đây coi tivi. Coi tivi đi, mẹ đi vệ sinh cái nha. Bia ơi,
là mình lại bị đau đại tràng nữa rồi. Ôi sao mẹ đau bụng nữa nè. Chắc mẹ này bị đau đại tràng lại rồi. Mẹ ăn cái gì không hợp thế là nó lại đau bụng. Ôi sao ơi, mẹ nhõm nhẽo quá. Ôi thôi không được rồi, mẹ phải đi vệ sinh nữa rồi. Cô Vi khám bệnh cho mẹ hả? Mẹ đau bụng. Thôi không được rồi, mẹ phải đi vệ sinh thêm một lúc lần nữa nè. Cô Vi ngồi đây chơi nha. Nha, ngồi đây chơi ngoan, mẹ đi vệ sinh đã. Nào, ngồi đây đi mẹ. Nào, ngồi đây mẹ. Để cho mẹ đi vệ sinh nha. Không sao, mẹ đi vệ sinh cái là tí là mẹ đỡ à. Ngồi đây. Cũng biết nó lấy đường men tiêu hóa cho mẹ nữa chứ. Thank you.
Sĩ thật sự luôn rồi đó. Mà con ngồi sang đây, con ngồi sang đây, con uống làm để mẹ uống thuốc nha, mẹ uống nước lá ổi này. Mà thấy chị Kumi sẽ thích lắm đây. Quá thơm quá. Nhớ nữa. Béo lắm đây. Nhớ không? Ăn đi. Nào, để cho Mon một cục nữa nha. Còn lại mẹ cắt cho Sari với lại Kumi nha. Tí nữa Kumi vô mẹ cũng cho Kumi một cục. Rồi bây giờ Mon ở đây con chơi nha. Đi nào Bi vô chơi với con nha. Ngồi đây ăn đi. Mình đi nấu cơm nha. Mình đi lục bắp cho ăn nha.
Quý về lúc nào không? Hả? Lúc nào á? Nè, mày lục bắp cho hai chị em ăn nè, ngon lắm. Ý, bắp ngon nào? Ủa, ngon không? Đói bụng chưa? Bây giờ hai chị em ngồi đây ăn nha. Nào, đến đây. Rồi, đợi mẹ. Rồi, mọi người đây. Hai chị em ngồi đây mà ăn nha, rồi mẹ ra mẹ bắt xong cái đã nha. Ok. Này, cho bon này. Bon cầm đi. Rồi, hai chị em ăn không được giành nhau nghe chứ, nhiều lắm đấy. Mẹ làm nhiều không được giành nhau nhá, Bi nhá. Ok. Thank you.
Ôi, chị Cô Bi dành ăn cũng ngon phải không? Phải không? Đó, tại sao mẹ làm nhiều thế mà lại dành ăn của em không cho em ăn là sao? Con đói bụng mà. Con như thế là hư nha, con nhường em chứ. Hả? Thế thì mẹ mới mon giận Cô Bi luôn. Mẹ mới mon giận Cô Bi nha. Cô Bi hư ăn nha, Cô Bi không nhường em khóc này. Này, mẹ với em, mẹ với mon giận con luôn. Bó xì Cô Bi luôn. Cô Bi hư ăn quá. Bi ơi. Sao? Con ăn hết của em rồi. Ừ. Thế bây giờ em ăn cái gì đây? Con đói bụng không? Ừ. Bi hư ăn quá, mẹ với mon giận con luôn. Mẹ với mon giận Bi luôn. Không chơi với Bi nữa. Không thèm chơi với Bi nữa luôn. Mon ơi, mình nghỉ chơi với chị của Bi luôn nhờ. Không chơi nữa, Bi đi ra đi. Mon không chơi với Bi nữa. Không chơi nữa, mẹ không không chơi với Bi nữa. Bi hư ăn rồi. Không không chơi nữa, giận rồi. Bi ra đây đi, Bi ra ngoài đây này. Không, không có ôm gì hết đó, mẹ giận rồi. Không. Không. Bi hư ăn lắm. Không. Không. Bi như thế là không được. Bi hư ăn thế. Hả? Cho đói bụng á. Mẹ làm nhiều thế mà. Thì đói bụng thì nói mẹ lấy thêm chứ. Con hư ăn như thế là không được, mẹ giận luôn. Không có ôm gì hết đấy. Không có ôm gì hết đấy. Không. Mẹ mới mon giận con luôn. Không có năn nỉ gì hết á. Giận là giận nữa, không năn nỉ gì hết á. Hả? Thế bây giờ làm sao? Hả? Xin lỗi Mon này. Có xin lỗi Mon không? Hả? Sao? Xin lỗi Mon nha. Thế bữa sau còn dành ăn với Mon không? Hả? Bữa sau con có dành ăn với Mon nữa không? Mẹ thấy hết rồi nha. Mẹ ở ngoài kia mẹ thấy rồi nha. Như thế là hư đấy, không được đâu. Mon còn nhỏ nên mình cũng phải nhường Mon nhé. Anh Kaka lúc nào cũng nhường em Sari đó, nhường con nữa. Thế mà con lại dành ăn với Mon, như thế là hư lắm. Đói bụng thì mẹ lấy thêm cho ăn chứ sao lại dành của em. Con nhớ chưa? Con nhớ mẹ dạy chưa? Hả? Nhớ chưa? Ừ, đứng dậy, đứng dậy xin lỗi nào. Đứng dậy. Nào, đứng dậy xin lỗi đi. Xin lỗi Mon. Nào, đứng dậy. Rồi, xin lỗi Mon đi. Nào, đứng dậy. Rồi, xin lỗi Mon nghe chưa? Bữa sau còn hư như thế không? Ừ. Nhớ chưa? Nhớ mẹ dặn chưa? Hả? Để mẹ lấy cái Mon ăn nhé. Mon giỏi lắm á. Nè. Mon ngoan nhờ.
Vi có muốn lau phụ mẹ không? Để mẹ đang đưa thân cho Vi lau nha. Nè, Vi lau cho mẹ đi. Nè, con cầm hai con lau cho mẹ đi, lau như thế này. Đi, con lau đi. Đúng rồi, con lau đi. Bê chuối đi con. Xong chưa? Con làm xong chưa? Ôi trời ơi, cái khăn này bẩn quá. Bi, đừng mày coi cái khăn con sạch không? Con đi giặt cái khăn này cho mẹ đi. Con đi giặt cái khăn của mẹ cho mẹ đi. Ngồi đây. Cho mẹ đi. Ký cho mẹ nè. Hai
hai đứa bắt ký cho mẹ nè. Nè. Đúng rồi, giỏi thế. Mà bên đây mà cũng bắt chết à, bắt chết chị cô Vi à. Ôi trời ơi, nè Mon nè, Mon đi đây, đi đây, Mon bắt ký cho mẹ đi, Mon bắt chết chị cô Vi, bắt ký cho mẹ đi. Cái này mấy hôm nữa mẹ hạ bán xuống mẹ lấy cho hai đứa ăn nhá. Ok không? Mấy hôm nay mình lấy bánh hai đứa ăn nha. Nào, hai đứa không nghịch nha, không nghịch nha. Nào, xuống đây với mẹ. Đây, xuống đây. Ồ, không làm đau em con, không làm đau em nha. Ồ, không phải mẹ nói sao? Nhường em chứ, nha. Em không trêu chị nào. Hai đứa không trêu nhau nha. Trêu nhau là mẹ giận đấy. Thấy chưa? Rồi, ngồi lên đây. Ngồi lên. Ừ, ôi trời. Ngồi đây. Úi, trời. Nghịch quá. Đấy, chị Cô Bi giành mẹ đấy. Không cho Mon ôm mẹ đâu. Cô Bi giành mẹ đó. Nào, ngồi đây. Bi ngồi đây mẹ ôm. Yêu Bi nhé, yêu Bi nhé. Ố, mẹ yêu Bi nè, Mon không được treo Bi nha. Bi nằm đây, Nằm đây, Mon ơi, Mon không treo chị Bi nào. Chị Bi nhường con lắm rồi đấy, nha. Mày có thấy gì nè? Mày chào mày. Ôi trời mưa rồi ta. Ôi mưa rồi, để mày ra mày phải sắp sắp lại mấy cái áo mưa đã. Chứ không là nó mưa nó tạt hết. Nào con ngồi đây. Ngồi đây ăn bánh đi.
Hả? Trốn đâu rồi Mon? Bi đâu rồi? Ôi trời ơi, Bi ơi, Bi làm gì ở đó á? Mon đi đây. Sao làm rất thương mà con muốn thấp hơn à? Thấp hơn để xin bánh đúng không? Đúng không? Từ từ đứng yên đó, đứng yên đó, mẹ xem nào. Mẹ con cái bọc lửa ôm này, mẹ còn mẹ cắt ra rồi.
cũng muốn ăn xin bánh hả? Kẹo ngon nữa hả? Hay để mẹ thắp hương mình xin cho hai đứa ăn nha. Bánh hồi nãy mẹ để ngoài kia ăn hết rồi à? Rồi đây mẹ cho biết này, mẹ cho đi. Nằm xuống đây, đi xuống đây, đi xuống đây, đi xuống. Ngon không Bi? Ồ, ngon nữa. Ôi trời ơi, hai đứa rít lên thế. Ngon hơn bánh hồi sáng mẹ để không? Ừ. Này cha Bi này, con ăn đi. Ăn bánh quy hả? Thế ăn bánh quy hả? Muốn xin đồ thắp hương con với không tới, con nói mẹ, mẹ con chạy ra mẹ lấy cho, nói mẹ lấy cho nha. Ăn đi, con ăn đi. Từ tốn thế. Ôi trời ơi, ôi trời. Kẹp với chân nữa chứ. Con ăn đi không? Con ngồi đây. Tao lấy mà ăn không nhiệt tình thế Bi. Ừ. Này mày cho này, ăn nhanh lên. Đúng rồi. Cho ngon nè. Ngon không anh? Giống ổi ruby này nhà em thì rất là ngon và ngọt luôn mọi người nhé. Đấy mọi người thì nhìn thấy này. Đấy, hạt quả rất là đẹp và bên em đang có bán cây giống các bạn nhé. Đấy, có bán cây giống nhé. Thì các bạn nào mà muốn mua cây giống ổi ruby ruột đỏ này thì mày đang định mua cây giống để trồng này Bi này. Mày đang vườn trái cây cho giá cây giống bên em Bi với lại Sunny với Bình ăn nha. Ngon nữa nha. Ngon nữa. 135.000 thùng 2,5 kg mấy chị. Số lượng có sẵn rồi, sao bóc vô đi em. À, đây, rất là nhiều luôn. Chị Thanh Như, chị có đơn hàng này. Mời chị ra đơn hàng này. Như. Ủa, mày có điện thoại rồi. Alo, alo, mày nghe đây. À, mình có đơn hàng à. Rồi, 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 để mình ra lấy, cảm ơn bạn nha. Bi ơi, mẹ có đơn hàng, Bi chạy ra Bi lấy cho mẹ với. Hàng là bạn đây. Sari từ 0 đến 9. Rồi mẹ mở ra mẹ xem thử nhé. Đi ngồi đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây coi với mẹ nè. Đây, bộ số cho Sari học nè. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Mẹ dạy về, mẹ dạy cho Sari học quá. Sari 2 tuổi là còn đến tuổi phải học số rồi. Wow, dễ thương quá. À, dễ thương. À, đây là bộ số này mình để dạy cho Sư đi học nè. Bi có muốn học mà mình dạy Bi luôn nhé. Dễ thương. Okay. Nè, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống mẹ dạy học nào. Học trò của mẹ nha. Mẹ dạy con học nha. Đây là số 7 nè. Số 7 mình để đây nha. Đây là số 4 nè, Bi ơi. Bi nè, Bi nhìn đây nè, đây là số 4 nha. Số 4. Để đây nha. Đây, đấy. Đây là số
Số 0 nè, số 0 để đây. Đây là số 3 nè, đi nhớ chưa? Số 3 nha. Nhớ nha con rời xem. Đây là số 3 nè. Rồi bây giờ mình sẽ để đây số 3 đây. Đây là số 8. Wow, dễ thương quá. Nè, số 8 là gần số 7 nha. Số này là số 9 nè, số 9 nè. Đúng rồi. Vi ơi, đây là số 1 nè. Số 1 nè. Nè 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 nè, đứa mẹ để số 9 ở đây nha. Bạn số 9 ở đây. Rồi. Đây là số 6 nè, số 6 nha, giống số 9 nhưng mà mình phải để con mắt ở trên nè, có nhớ chưa? Đây, số 6 nằm gần số 7 nha. Đây là bảng số 2, số 2 nằm gần số 3 nha. Đố bi đây là số mấy? Đây là số 5 nè, số 5 nằm đây. Rồi, bây giờ mày kéo gần vô để mày dạy cho bi học nhé. Nè, nè bi nhìn nè, số 0 nè, số 1 nè, số 2, số 3 đây, số 3 mình để đây. Đây là số 3 nè, mẹ bày cho Vi nè. Số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Yeah, thích không? Rồi bây giờ mẹ hỏi Vi, ủa số 6 hả? Đây số 6 thôi, con lấy cho mẹ số 5 đi. Số 5 đâu? Yeah, đúng rồi. Đây nè, đây là số 5 nha. Đây là số 5 nha. Rồi bây giờ con lấy cho mẹ số 4 đi. Ôi trời, đúng rồi. Đưa cho mẹ nè. Đưa cho mẹ. Không được cắn nha, cắn là hư đấy nha. Giỏi quá, con Bi học giỏi quá. Bây giờ mẹ sẽ để các số ở đây. Xong khi mẹ cho cô Bi ra ghế ngồi. Xong khi mẹ với cô Bi cùng chơi trò học nhá. Xong mẹ hỏi số nào cô Bi chạy lại, cô Bi lấy số đó cho mẹ nha. Ok không? Đi, đi nào, đi. Đi đây. Đi, rồi, ngồi lên ghế. Rồi, ngồi xuống. Học trò ngồi xuống, học trò ngồi ngoan nào. Ngồi xuống. Đây, ngồi xuống. Ok, ngồi đây. Rồi, bây giờ học trò cô Bi hãy lại gần kia và lấy cho mẹ con số 5. Đúng rồi, lại đây cho mẹ nào. Ôi trời. Học trò cô Bi tham quá. Mẹ bảo lấy có một số 5 thôi mà lấy quá trời số luôn. Rồi bây giờ là con học trò Gobi lấy cho mẹ thêm con số 8 đi. Con số 8 nha. Số 8 là số nào? Wow, giỏi quá. Cái lấy số 9 nữa, đi lấy số 9 nữa. Ủa, sai rồi. Trời ơi, tham quá đi, lấy nhiều số quá. Thế thôi được rồi. Mẹ bảo này. À, được rồi. Thế bây giờ con lấy nốt 3 số này đi xong con ở lại ở nhà con ôn bài nha. Lấy hết ra, lấy hết kia nữa. Đúng rồi, lấy hết sang đây. Rồi, bây giờ con ngồi đây con ôn bài nha. Nào, bây giờ con ngồi đây. Đi ngồi đây. Rồi, bây giờ con ngồi đây con ôn bài nha. Con ôn các số đi nha. Tí nữa về mẹ kiểm tra nha. Giờ mẹ đi có việc đấy nha. Two, three, one, two.
3, 4, 5. Điện thoại ra để học à? Hả? Hồi nãy mẹ dạy con mà con quên rồi, con lấy điện thoại ra con kiểm tra. Thôi nghỉ học đi nhá. Đây, đang có quà của cô bé Kỳ Linh gửi, mẹ vừa mới đi lấy về nè. Mở ra xem nha. Bánh nè. Nhìn cái thùng là mình biết là bánh thôi. Con cảm ơn cô đi. Đi lại đây, đi lại đây. Con cảm ơn cô bé Kỳ Linh nha. Cô bé Kỳ Linh gửi cho con với lại Mon với lại anh Bình với lại em Seri á. Mọi cùng ăn nha, cả gia đình mình cùng ăn nha. Cô thích ăn bánh nào? Mình lấy cho con một cái bánh ngon ngon nhé. Đây, mình ăn trước một bánh rồi mình đợi anh Bình với lại Seri với Mon về rồi cùng ăn cùng với nhau nhé. Ok không? Yeah nào. Giỏi quá. Hồi nãy giờ con học mệt không? Học số mệt quá nha. Mẹ bé đây cho con, ôi bánh ngon quá, ôi học mệt quá, ăn ngon à? Đây để thùng bánh thêm đây nha. Trời ơi, cô cho gia đình mình nhiều bánh quá, nhiều bánh ngon không à? Anh Bình tha hồ mà ăn sáng đi học luôn á. Đây, ô bên trong có kem sữa này ngon lắm nè. Ngon quá. Ngon quá. Trời ơi, cảm ơn cô bé Kinh Linh rất là nhiều luôn. Cô thương các con nha. Cô còn gửi thuốc cho để trị côn trùng cắn cho các con nữa đó. Hôm bữa cô cho một hộp nhưng mà hết rồi. Cứ ăn đi. Nhanh nào. Con thích ăn bánh gì cứ lấy nha, mẹ sẽ lấy cho con nha. Học mệt quá mình ăn ngon đúng không? Ngon quá.